Sau đợt 1, Long An tiếp tục phân bổ trang thiết bị vật tư y tế đợt 2 cho các bệnh viện dã chiến, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh nhằm kịp thời phục vụ, hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19. Số thiết bị vật tư y tế được phân bổ từ nguồn tiếp nhận tài trợ của các tổ chức cá nhân. Theo đó, đợt này tỉnh phân bổ 863 thiết bị y tế, bao gồm máy ECMO, máy xét nghiệm PCR, máy thở, máy tạo oxy, bình oxy mini, máy tách chiết và 5.000 vật tư y tế, bao gồm 2.000 khẩu trang N95, 3.000 khẩu trang y tế. Trong đó, máy ECMO sẽ được phân bổ cho khu điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng tại Bệnh viện Đa khoa Long An. Các trang thiết bị vật tư y tế được phân bổ kịp thời sẽ hỗ trợ đắc lực cho công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, nhất là trong việc chăm sóc điều trị bệnh nhân COVID-19, giảm tối thiểu tình trạng tử vong.